Trong đạo Phật là không cần có tâm mong cầu, mà bạn chỉ cần hàng ngày bạn làm cho nó đủ duyên. Thay vì cái cây bạn mong cái cây nó lớn, thì hàng ngày bạn hãy tưới tắm cho nó. Bạn hãy bê cái cây đó ra chỗ có đủ ánh nắng. Bạn hãy bón đất cho nó. Thì không cần bạn phải tâm bạn mong rằng cái cây ấy nó lớn nhanh, thì cây ấy nó vẫn lớn. Còn nếu như bạn mà không bón đất cho nó, bê nó ra ngoài nắng, tưới tắm cho nó, mà bạn suốt ngày bạn mong cầu nó lớn, nó cũng không tài nào lớn được. Vậy thì bản chất trong đạo Phật có cái từ gọi là đủ duyên, tức là hội tụ đủ điều kiện thì dứt khoát thành tựu nó sẽ đến. Em được biết thầy đam mê về đạo Phật. Về khía cạnh duyên nghiệp, theo thầy, có phải một người muốn kinh doanh tốt cũng cần phải có cái duyên từ nghiệp của mình tốt không? Mặc định là có kiến thức và năng lực kinh doanh ạ. Thực ra thì bạn không đọc trên Facebook của tôi, thì bạn không có thấy tôi đăng cái bài này. Thực ra tôi đã đăng cái từ duyên. Duyên ở đây chính là điều kiện. Ví dụ, bạn có một hạt thóc. Thế thì nếu mà có đủ đất, đủ nắng, đủ mưa, và nắng mưa đất nó đến đúng thứ tự, thì dứt khoát hạt thóc đấy sẽ trở thành một cái cây tốt, cây lúa tốt. Nếu mà bạn là một nhân viên kinh doanh mà bạn vừa có khả năng tìm kiếm khách hàng tốt, data khách hàng tốt, bạn vừa có khả năng kỹ năng telesale tốt, bạn vừa có khả năng tư vấn tốt, bạn vừa có khả năng chốt sale tốt, bạn vừa có khả năng quản lý dữ liệu data khách hàng tốt, bạn vừa có khả năng chăm sóc khách hàng sau bán tốt, thì như vậy bạn là một người được gọi là đủ điều kiện để trở thành một best seller. Như vậy bản chất của từ duyên không phải là may mắn hay không may mắn. Từ duyên chính là điều kiện, đủ tất cả các điều kiện người ta gọi là đủ duyên. Vì vậy nếu như mà bạn không đủ duyên thì không bao giờ bạn có cây lúa tốt, cho dù hạt thóc đấy là hạt thóc tốt. Vì vậy ở đây không có câu chuyện của may mắn nào cả. Cho nên trong đạo Phật có một lời khuyên là cầu bất đắc khổ, trong cái khổ đế. Vì vậy Đức Phật là dạy rằng trong cái đức là đúng vậy, tôi đang nói dở là đức nhẫn nhịn, đức tùy thuận và đức bằng lòng. Đức bằng lòng là không cần phải mong cầu. Thế thì một số người nói rằng là tôi làm kinh doanh mà không mong cầu thì sao tôi làm được kinh doanh? Nhưng rõ ràng kinh doanh không cần mong cầu, và bạn chỉ cần hội tụ đủ duyên thôi. Thì bạn không muốn trở thành best seller thì cũng là best seller. Tôi lấy ví dụ bạn là như tôi kể lại đấy, bạn có khả năng tìm kiếm khách hàng, data khách hàng mục tiêu, có kỹ năng telesale, có kỹ năng tư vấn, có kỹ năng chốt sale, có kỹ năng làm bộ công cụ để lưu vết dữ liệu data khách hàng, có khả năng chăm sóc khách hàng để bán lại lần nữa. Thì rõ ràng bạn đủ những cái điều kiện đấy, thì bạn không muốn là best seller thì bạn vẫn là best seller. Nhưng bạn thiếu bằng đấy điều kiện, thì bạn có mong cầu bạn là best seller chăng nữa thì cũng không thể là best seller. Cũng giống như một ông CEO, ông muốn trở thành một CEO tốt của một doanh nghiệp lớn, thì ông phải có hiểu biết về chiến lược tài chính, chiến lược nhân sự, chiến lược kinh doanh, chiến lược phát triển doanh nghiệp, pháp lý, vận hành. Tức là ông biết cả 6 mảng trong doanh nghiệp cộng với kỹ năng thuyết trình, thì ông mới trở thành một CEO tốt được. Và ông không thể mong cầu ông trở thành CEO tốt khi ông thiếu duyên, tức là thiếu các điều kiện. Vì vậy chỉ cần đủ bằng đấy duyên thôi, ông không cần phải mong cầu là CEO thì ông cũng vẫn là CEO. Còn nếu ông không đủ bằng đấy thứ, thì bố ông là CEO truyền đời cho ông thành CEO, thì ngồi lên ghế đấy thì ghế nó vẫn gãy như thường. Vậy thì bản thể ở đây trong đạo Phật là không cần có tâm mong cầu, mà bạn chỉ cần hàng ngày bạn làm cho nó đủ duyên. Thay vì cái cây bạn mong cái cây nó lớn, thì hàng ngày bạn hãy tưới tắm cho nó. Bạn hãy bê cái cây đó ra chỗ có đủ ánh nắng. Bạn hãy bón đất cho nó. Thì không cần bạn phải tâm bạn mong rằng cái cây ấy nó lớn nhanh, thì cây ấy nó vẫn lớn. Còn nếu như bạn mà không bón đất cho nó, bê nó ra ngoài nắng, tưới tắm cho nó, và bạn suốt ngày bạn mong cầu nó lớn, nó cũng không tài nào lớn được. Vậy thì bản chất trong đạo Phật có cái từ gọi là đủ duyên, tức là hội tụ đủ điều kiện thì dứt khoát thành tựu nó sẽ đến. Còn nếu như thiếu duyên thì nó đến một cách khập khiễng, lúc đến lúc không, lúc được lúc mất. Đấy là lý do những người học không bài bản trong kinh doanh thì dễ mắc phải những sai lầm dẫn đến phá sản. Và tôi chúc cho các bạn đủ duyên và không cần phải mong cầu, chắc chắn mọi thành tựu sẽ đến với bạn.